Này em phải chỉnh độ sáng rồi đúng không? Anh coi cái sáng rồi. Sao nó tối thui tối om ta? Ấn lại hai cái kia chẳng tự động á. Được không? Đã không được có thể em tắt đi không được á. Được không anh? Được. Cho qua cái màn hình thì nó sáng mà bỏ ra thì nó tối om. Hồi tối nó mơ ông Hồng đi mua cái cây cao to, nó hỏi bao nhiêu nó 300. À. ăn kéo cái sáng lên, nó sẽ ăn tắt cái auto đi à. Nhưng mà để auto đi anh cứ kéo cái sáng. Anh kéo cái sáng vào nó bị chói. Như hôm nay bên này có đám cưới vậy ta? Dạ. Bên này có đám cưới à? Không à, nó thích bắt nhạc vậy á. Sáng nào cũng phận là con gái hết trơn. Mà em thấy nó là đàn ông mà sáng nào cũng phận là con gái. Nghe như nhạc con cưới. Chiều chiều thì chị đặt miếu xe cầu đường về Bến Tre gần hơn. Cái này là hát luôn chứ đâu phải là mời nhạc đâu. Ủa vậy hả? Cái anh của chị ơi, anh Nguyễn anh còn nhỏ tuổi mà sao anh nghe nhạc gì kỳ vậy chị? Cái xong mấy chị nói như buổi sáng cho tao mấy con dành lại đi, nghe mấy nhạc đó nghe buổi nào cũng vậy chứ không? Rồi con mắt sâu nên nó kỳ lắm nha. Nó bắt sáng xong nó tối om. Quay camera thường đẹp hơn. Chị ngâu tung lên đi. Tui nó còn tối nhưng mà cái di chuyển camera qua lại là nó sáng. Mà di chuyển hoài là nó cái hình nó cứ trao sao động á, nó cứ trao qua trao lại vậy. Anh thấy em có hay kéo cái sợi tóc như 30 size á. Anh là làm 30 size người ta hay kéo cái sợi tóc kéo lưới kéo tới. Ủa vậy hả? Ừ. Đâu biết, em chưa gọi cho 30 size lần nào. Vừa bộn mấy chị mà lần nào bà, em dọn xong rồi nha, bà qua đây bà nấu đồ ăn á, cũng bày một đống nó để sáng mai em dọn. Ủa bà qua đây nấu ăn nhiều lần lắm rồi nè. Nấu ăn nhưng mà hồi hôm qua kiểu như nấu được mấy lần. Hình như là 3-4 lần rồi. Xong rồi cái hôm qua bà hai mà hết tiền cái bà mua mì gói rồi bà xào mì. Không đâu anh quan tới đâu là chị gái ruột của em vậy chứ. Chị gái vậy em không dám nhận. Con chị với em mặc dù là nó vừa bộn nhưng mà con chị với chị tin không? Nó uống ô lông này nọ, nó dục tùm la cái phòng của nó vậy đó. Mẹ em phải vô mẹ em dọn. Nhưng mà tiền bạc con chị em nó rõ ràng lắm chứ không giống như cái bà hát dịch này. Nói chung là nó là Quảng Ninh đó. chọn được vậy? Em cột khác người ta, hình người ta cột người ta, tại người ta là tay tay phải á, người ta cột nhanh lắm. Xong đợi đó cái bà cô bà chỉ với em á, bà nản luôn. Em thuần hai tay, hay thuần tay trái? Em hồi xưa em đi học thì em viết tay trái, mà tới năm lớp 3 em mới viết lại tay phải. Gì mà ngắn nghèo vậy? Mấy người thuần tay trái là tài năng luôn. Có nhiều hoa tay không? Em mới có 7-8 cái gì vậy? Kìa, 7-8 cái hoa tay. Mà ông thầy giải lý của em nói vậy nè, thường á người thuận tay trái người ta rất là thông minh, nhưng mà chỉ ngoại trừ mỗi ý thôi. Bảy, 8 cái hoa tay. Em thấy có người có 10 cái luôn. Bên tiệm chị hả là không có xài mấy cái dầu gội bình thường này của em đâu. Nói vậy thôi chị về bên tiệm chị gọi luôn. Chị tìm xíu làm cái này rồi. Đang suy nghĩ không biết có tiệm này không. Mà sao có toàn ở đây mới làm. Ủa em chưa qua bên chị đó bao giờ luôn hả? Không biết có tiệm hay không đấy, định nó làm. Trời ơi, anh tên là qua chơi biết cái tiệm đó rồi. Anh đâu có dám, chị em qua. Nó sợ mà đòi nợ. Em đi chơi bạn đó đâu chị ơi, em vừa lấy được 2 triệu này là em cạch mặt luôn. Nhưng mà chị ghi 80% là không lấy được hả? Em nghĩ là 100% luôn. Cần gì tấn. Nhưng mà phải đừng có làm cho bạn nữa chứ cứ làm chồng nợ thì có làm đâu. Bây giờ em đã tỏ thái độ vậy rồi mà bả còn qua bả làm nữa là em nói cái bà đó cũng cỡ da heo nái chứ bây giờ. Chị đấy chị giảng thật chị... thì luôn không biết ngại ha. Mà qua lần nào cũng vô liếc hái em kiểu giống như là xếp sòng chỗ này vậy đó chị. Nghĩa vô, là sao? Kiểu giống như là vô nhìn em cái kiểu cái con mắt đó chị, là nhìn lên nhìn xuống kiểu giống như là xếp khu này. Rồi bây giờ vô coi em có dọn dẹp sạch sạch à, vậy không? Như là chị đại. Đại hay không không biết chứ mà thấy chán đời rồi đó. Xong cái nói như nè, em nói là trời, chị bật mới lạnh một hồi là em khô cái mũi luôn á, thà là em làm cho khách thì không có để ý, chứ mà em mà không thì bị khô. Xong rồi cái nó nói là chị quen má lạnh rồi trước trời lệ á, em nói thì chị về nhà chị bắt thấy bà nói vậy là chị bên tiệm của chị là 24/24 luôn á, khen nghĩ cho bụng. Không lẽ tối về ngủ không có tóc không mất nó lạnh hay sao? Em còn gan đi, gan to đi. Mục tiêu hay đi quýnh lộn không? Em hả? Hồi xưa em bị người ta ăn hiếp còn chị em đánh người ta không à. Tại nó lớn em có 1 tuổi à, xong cái hai chị em học chung trường đó chị. Okay. Người ta chọi dép em lên trên nóc trường học đó, cái đó xuống vậy nè, đứa nào chọi dép em đó. Xong rồi đó em đi học với cái con nhỏ đó, nó bằng tuổi chị em, nó chơi chung với chị em mà nó bận đồ kiểu kỳ á. Cái sau khi nó nói nhỏ bạn mà em là sao nhỏ nó bận đồ kỳ dữ à. Xong cái nó kéo nguyên băng lên nó chửi em. Cái xong cái em tưởng là nó chửi em cũng ghê gớm lắm nha chị. Ai ngờ đâu nó ngỏ nó là thôi sau này em đừng nói vậy nữa chứ. Cái này phải cho thực hành mới làm được chứ ngồi nhìn đâu làm được nha. Mới đầu anh tưởng nó gội này là dễ lắm chứ ý. Nhìn này là vào là gội được à. Hồi đó em mới làm bị khách chửi biết á. Bà vừa mới đặt cái lưng xuống em á là chị ơi chị xích lên một xíu nha chị. Xong cái đó em là mới ngồi mà đã thấy khó chịu rồi đó. Xong cái em nâng đầu lên em vuốt cái tóc để em gọi á. Thôi thôi không gọi nữa à, gọi đâu mà khó chịu với người ta quá vậy. Nó chửi em hơi vậy chị. Em nói mình chưa kịp làm gì hết. Giờ cái bà chủ cũ của em đã không nhận bà đó nữa, không nhận khách đó. Bà đây cũng bị ăn chửi luôn được không? Bà nói là em là bị còn đỡ nha, có đứa ha là bị bà đó đánh luôn á. Gì ghê vậy? Làm nhưng mà đánh người ta dữ hả? Mà gọi cái đầu có mấy chục ngàn nè chị mà làm cái giọng thấy ghét lắm kìa. Mà ý là gọi thôi chứ có làm gì ghê gớm đâu mà phải đánh người ta dữ vậy. Không thích gì. Xong rồi cái bà đạp chiếc xe đạp ra ngoài cái dựa cua của chồng bà là chủ á chị, chửi ngoài đó nữa. Trời ơi, là chắc là do bà ghét bà chị á, ghét cái tiền cái không tiền. Chị nhân viên mới là bà ghét rồi chị. Ủa cái gì vậy? Bà không muốn người nào mới làm cho bà hết trơn. Ủa mưa. Ủa mưa hả? Mưa. Nắng tự nhiên mưa vui hơn. Mưa nắng. Mưa này có nước mối không ta? Em thấy quê em mà mưa như vậy là có nước mối. Nấm mối. Nấm mối là có mùa chứ, vào mùa nấm mối. Thường đầu vụ là em thấy nó tới 1 triệu 1 ký luôn. Á. Ừ, mắc lắm. Mà nghe nó mình đi tìm nó cũng tâm linh đó. Ai nặng con dế đi tìm không được. Nghe nói là hợp mới thấy. Cũng nghe nói vậy đó. Ở quê là nghe chỗ người hợp mới thấy, người không hợp là đi qua cũng không thấy gì đó. Đạp lên cũng không thấy luôn. À. Nghe nói vậy chứ mình cũng chưa tìm, mình chưa biết. Bây giờ người ta trồng được rồi đó. Ở Phú Quốc trồng được nấm mối. Nghe tụi nó nói gì tranh thủ đi Nam vô để em bắt con em ốp nó chìm. Mẹ nghĩ nó chìm chắc cũng phải 5 con kiến nó mới chìm. Nam Du ở Nam Cát Tiên đúng không? À không phải, là ở chỗ gì? Thả xuống đất đi, thả xuống đất đi. Cắt cái này trong đó. Ôi, tại vì nó sấy cái tiếng nó to á. Không biết ở bên chị là bao nhiêu cái giường gọi không ấy, cái hỏi bao nhiêu chị? 10 cái giường gọi. Mà bà nói là bà có 6-7 đứa nhân viên mà 10 cái giường gọi. Cái kem nó nói nè, là bà có 6-7 đứa nhân viên mà mua chi 10 cái giường gọi dư như vậy. Nó là cái tiệm nó cũng to lắm luôn đó. Trong khi bà đưa mặt cho em nghĩ là có giường gọi. Ồ, bà có đưa hình đẹp cho em hả? Đưa hình cho em coi thôi mà em không biết cái hình thiệt hay là hình trên mặt. Vậy em có tin bà đấy không? Là trong bão.